Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một tarot reader. Thì hôm nay chủ đề mới của chúng ta sẽ là cuộc sống hiện tại của họ như thế nào và tình cảm của họ dành cho bạn ra sao. Họ ở đây có thể là người yêu hiện tại, người yêu cũ hoặc là crush của các bạn nha. Và đây là những trả bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người, nên mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở nha. Rồi bây giờ hôm nay chúng ta sẽ có là ba đồ vật tượng trưng cho ba tụ. Ở đây là chiếc thuyền nè, tụ 1 nha. Cái bóp, tụ 2. Và đây là một cái ấm trà hình con chim, tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn hãy dùng trực giác và chọn cho mình một tụ thích hợp nha. Rồi vậy bây giờ mình sẽ đến với tụ 1 để xem cuộc sống hiện tại của họ ra sao và tình cảm của họ dành cho bạn như thế nào nha. Xin chào các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn cái chiếc thuyền này nha. Rồi bây giờ mình sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu xem cuộc sống hiện tại của họ ra sao và xem tình cảm hiện tại của họ dành cho bạn như thế nào. Xin liên kết với các bạn tụ 1 nha. Thì mình thấy cái người mà tụ 1 đang nghĩ đến là một cái chàng thanh niên cũng ở khoảng độ tuổi là từ 25 đến 32. Và đây là một người rất là dũng cảm, kiên cường, mạnh mẽ. Họ rất là tự tin và can đảm. Đồng thời người này có khả năng ăn nói lưu loát và họ khá là lạnh lùng. Và trong công việc thì họ luôn hừng hực khí thế, luôn muốn chinh phục những mục tiêu, những điều khó, thì không có đánh bại được cái sức, cái ý chí của họ. Mình thấy đây là một người có thể ở xa bạn nha. Và họ là một người biết nắm bắt cơ hội khi mà nó đến với họ. Và đồng thời họ là một người luôn có những cái hành động dứt khoát, kịp thời và họ có khả năng thể hiện, diễn đạt những ý nghĩ của họ và họ có luôn có những cái quyết định táo bạo trong cuộc sống. Họ rất là nhanh nhạy nữa. Nhưng mình thấy họ cũng có nhiều khi họ có những cái suy nghĩ tiêu cực hoặc họ có thể họ đang trong một cái cảm xúc tiêu cực gì đó, hoặc họ đang bị ràng buộc bởi một cái điều gì đó, hoặc đang mắc kẹt trong một cái tình huống tuyệt vọng nào đó đối với họ và mà họ chưa có dứt ra được. Thì mình thấy trong công việc hiện tại của họ, họ là một người kiếm tiền rất là giỏi luôn, khá giỏi. Họ là một người biết san sẻ cho người khác nè, giỏi về kiếm tiền nè, biết nắm bắt cơ hội. Đồng thời họ, nhất là cái khoản về tài chính, họ rất là nhạy,
rất là nhạy trong cái khoản mà kiếm tiền, làm ra tiền, và họ có một cái cuộc sống ổn định rồi, họ vui vẻ thẳng thắn và họ luôn muốn giúp đỡ cho những người khác. Đây là một người có tấm lòng mà bao dung, nuôi dưỡng, bảo bọc người khác. Thì trong công việc họ đang chú tâm nhiều trong công việc của họ, họ đang có hai cái điều quan trọng cần thực hiện, hai cái mục tiêu mà họ muốn đạt được trong cái công việc của mình. Mình thấy có thể họ là một người bạn cũ của bạn, hoặc là một cái người đã từng học chung của bạn, hoặc là đây có thể là một người yêu cũ của bạn nữa. Và mình thấy là họ nói chung là họ rất là quảng đại, họ khá là tốt luôn á, họ thích giúp đỡ, san sẻ của cải với người khác nè. Họ muốn chia sẻ nguồn lực, kiến thức, họ sẵn sàng hướng dẫn cho người khác để cho mọi người có cuộc sống tốt hơn, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đồng thời mình thấy họ cũng là một người luôn nhớ về những cái kỷ niệm cũ, là một người hoài niệm, thích nhớ về những cái kỷ niệm cũ, những kỷ niệm thơ ấu. Đồng thời họ rất là mạnh mẽ nha. Và họ có một cái sự tiết chế trong cái hành động, lời nói, cử chỉ, họ có một sự khôn khéo rồi, họ đã trải qua cũng khá nhiều điều trong cuộc sống nên nó nuôi dưỡng được cái bản tính biết tiết chế của họ, không còn bốc đồng, họ biết kiểm soát mọi thứ một cách khôn khéo. Đồng thời nếu mà họ xưa kia họ có một cái vấn đề về điều gì không tốt về cái cuộc sống thì bây giờ họ đã phục hồi, đã lấy lại được tinh thần rồi. Họ đã giữ được cân bằng trong cuộc sống của mình, trong công việc, và họ biết phối hợp mọi thứ một cách nhịp nhàng, khôn khéo và chỉnh chu. Và họ rất là điềm tĩnh nữa. Đây là một người cũng đã có một cái cuộc sống ổn định vững chắc rồi, có tiền. Trong chuyện tình cảm thì hiện tại của họ là mình thấy họ đang có một cái đối tượng nào đó, họ muốn dành tình cảm cho người này, và đây là một cô gái khá là trẻ, trẻ hơn họ, độ tuổi chỉ cần 20, độ 20 tới 25 thôi. Đây là một cái cô gái tràn đầy sự yêu thương, ngọt ngào, thân mật và có trực giác tâm linh cũng khá là nhạy, giàu cảm xúc, và xinh đẹp, thu hút. Còn cái người này thì họ muốn dành cho cô gái này một cái sự một của cái tình yêu vững chắc, vững bền và đủ đầy về mặt tài chính. Hai người này đến với nhau để dạy cho nhau bài học, có thể họ khác về họ có thể họ là thầy cô giáo của người kia. Mình chỉ ví dụ thôi nha, hoặc là đến với nhau dạy cho nhau bài học, hoặc là một người người này sẽ học hỏi từ người kia khá là nhiều điều. Có thể họ khác biệt về văn hóa, tuy nhiên cũng đôi lúc cũng có xảy ra những cái mâu thuẫn nhỏ, bốc đồng, chưa hiểu nhau, lời nói có thể gây tổn thương cho nhau. Và ở đây có một cái sự chiếm hữu khá cao, một cái người luôn muốn kiểm soát cái người kia, kiểm soát tình hình tình cảm trong cái hiện tình cảm của họ. Nó còn là một cái vấn đề cũng cũng
không nhỏ trong cái chuyện tình này. Khi mà có sự kiểm soát thì nó sẽ gây ra rất là nhiều hệ lụy. Kiểm soát ở đây là gọi là họ lụy, có người lụy tình trong đây và muốn giữ cái tình cảm này, không muốn nó thay đổi, không muốn người kia bị người khác cướp mất, và gây ra cả kiểm soát người kia chặt chẽ quá. Thấy không, mình đã nói mà, codependency là một cái sự lệ thuộc trong cái chuyện tình cảm này. Và mình thấy nếu mà đây là người bạn trai của bạn thì mình thấy đây là một người rất là an toàn cho bạn yêu nha. Except for you to love, hãy mở rộng trái tim mình và đón nhận cái tình yêu của họ. Có sự cho nhận, một cái cân bằng trong chuyện tình cảm, đồng thời hãy đừng có mà lệ thuộc quá trong chuyện tình cảm. Mình thấy cái người này là một người là rất là ham làm việc nè, cho nên họ sẽ dành thời gian của họ, đa số thời gian của họ cho công việc nhiều hơn, và họ khá là bận luôn, cho nên họ sẽ không thể nào dành hết một khoảng thời gian tình cảm dành cho tình cảm đối với bạn được. Cho nên khi mà bạn quen một người thành công trong công việc á, thì bạn phải chịu một cái khoảng thời gian khá là cô đơn, nhưng mà ít nhất cái người này họ không có phản bội mình, mà họ lo cho cố gắng trong công việc, bởi vì họ luôn muốn cho bạn một cái tình yêu đủ đầy hạnh phúc cả về vật chất lẫn về tinh thần, cho nên họ hơi là khô khan. Họ chưa biết thể hiện tình cảm họ nhiều. Cho nên mình phải, còn bạn thì bạn là người dạt dào tình cảm thì bạn cần phải thấu hiểu cho họ nhiều hơn, và cái tình yêu này thì đáng mong đợi nha. What waiting for, đây là một người đáng mong đợi, và cái thiên thần nhắn nhủ với bạn như vậy đó. Thời gian thiêng liêng thì nó sẽ diễn ra trong cái cuộc sống, trong cái tình yêu của hai bạn. Cho nên bạn cần phải, thay vì mình dành thời gian để mình cứ suy nghĩ tiêu cực, thì hãy dành thời gian mình rèn luyện bản thân mình hơn nè. Mình làm chủ cái bản thân, làm chủ cái suy nghĩ của mình. Họ đang cố gắng làm việc thì mình cũng hãy cố gắng làm việc. Mình tìm những công việc nào mình yêu thích thì mình làm để mình nâng cao cái giá trị bản thân của mình. Và đừng có suy nghĩ tiêu cực, đừng nghĩ ra những cái điều làm cho ảnh hưởng đến mối quan hệ này nha. Bởi vì cái mối quan hệ cái này, cái điều ảnh hưởng nhất trong mối quan hệ này đó là sự phụ thuộc tình cảm, một cái sự kiểm soát đối phương quá chặt chẽ sẽ khiến cho tình cảm bị rạn nứt bạn nha. Rồi, mình xin kết thúc tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký, bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Rồi, mình xin chào các bạn tụ hai là những bạn đã chọn cái bóp bóp hoa này ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem cuộc sống hiện tại của người của họ như thế nào và tình cảm của họ dành cho bạn ra sao. Họ đây có thể là người yêu cũ, người yêu hiện tại hoặc là crush bạn của bạn nha. Khuyên kết nối với các bạn tụ hai. Mình thấy cái người mà tụi hai đang nghĩ đến là một người có khá là nhiều cái lựa chọn trong cuộc sống. Họ rất là sáng tạo, rạch rào cảm xúc, họ có nhiều khát vọng, nhiều ước ao, đôi khi nó cũng có những điều thiếu thực tế. Nhưng mà họ họ luôn lực lạc quan, tin tưởng sẽ đạt được những cái ước vọng của họ. Đồng thời đây là một người có khá nhiều cái sự được
vũ trụ phú cho nhiều cái lựa chọn trong cuộc sống, những khả năng cuộc sống. Tuy nhiên họ là một người hơi là bị tham vọng, cho nên họ chưa có ý thức được những cái điều tốt đẹp mà hiện tại họ có. Và đây là một người cũng khá là cân bằng, có thể họ làm trong cái lĩnh vực như luật luật lệ, giấy tờ, sổ sách gì đó. Đây là một người cân bằng, công bằng, chính trực và rất có trách nhiệm nha. Họ rất có trách nhiệm khi mà đưa ra bất cứ quyết định nào, và họ rất là công bằng. Cái người mà tụi hai đang nghĩ đến á, mình thấy trong công việc của họ thì họ có rất là nhiều thành tựu trong cuộc sống, mà họ đạt được rất nhiều thành công. Tinh thần của họ luôn lạc quan, họ luôn giữ được cái tinh thần lạc quan, tin tưởng vào vũ trụ. Đồng thời người này có trực giác cũng khá cao. Và mình thấy một người người này là người cũng từng trải rồi, họ cũng có nhiều có địa vị trong cuộc sống rồi, họ cũng khá là sắc bén, sắc sảo, từng trải nè, thẳng thắn, vui vẻ và chân thật. Đây là một người chân thật nha. Tuy nhiên họ họ rất là thích sự công bằng, sự thật. Họ không thích ai lừa dối họ, họ dễ phát hiện ra những người lừa dối họ, nó nói xấu, nó xạo lắm. Đây là người rất là nhạy bén, họ đã từng trải rồi. Có thể đây là độ tuổi, họ độ tuổi cũng từ 30, mình nghĩ cũng phải từ 27 đổ lên á. Và họ có một cái sự thu hút, tuy nhiên họ có một cái sự thu hút mọi người ha. Họ rất là vui vẻ nè, sáng tạo, nhiệt huyết, nhiệt tình trong công việc, rất là giỏi trong công việc luôn. Họ luôn truyền động lực, truyền cảm hứng cho người khác. Có tư cách lãnh đạo nè, họ rất là tự tin. Tự tin và đồng thời họ rất là nhiệt huyết, nhiệt tình trong công việc luôn. Tuy nhiên họ có thể là hiện tại công việc cũng khá là nhiều áp lực, có nhiều khó khăn thì họ cũng đang giải quyết nó một cách rất là nghiêm túc, tập trung vô công việc. Mình thấy họ cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ họ, họ đạt được cái nhiều cái thành công, thành tựu trong cuộc sống. Họ có thể là cung Bảo Bình, cũng có thể là các cung khác, cung Bảo Bình, Thiên Bình, thấy như cung khí nhiều ha. Đây là một người á, mang lại cho bạn cảm giác cũng rất là yên bình ha. Cũng khá là bí ẩn nữa đó. Nói chung người này khá giỏi nè. Giỏi, họ có tính kiên trì. Dù công việc có khó khăn thì họ cũng luôn nghĩ cách, tìm ra cách để kiên trì vượt qua những khó khăn trước mắt của họ. Ôi trời, tới cái tụ hai này sao mà rớt bài hoài vậy không biết nữa. Mình thấy cái người này họ trong chuyện tình cảm có thể là họ đang yêu xa, họ có khoảng cách địa lý. Rồi họ đang có dự tính là sẽ tiến đến cái người yêu của họ. Còn người yêu của họ mình thấy là một người con gái trẻ hơn họ, chứ không phải trẻ hơn 5 tuổi á. Tuy nhiên hai bên cũng có không có gọi là gì, chưa biết kiềm chế cảm xúc của mình khi khi có những lời nói nó vô tư quá, nó làm cho người kia hơi hơi buồn. Nhưng mà cái người mà bạn đang nghĩ đến đó, họ làm việc rất là chăm chỉ nè. Họ luôn nghĩ đến cái người yêu của họ. Người yêu của họ, đối với họ đây là một người đầy đủ, có đầy đủ cái phẩm chất mà họ muốn
muốn trở thành một người người yêu, người vợ trong tương lai của họ. Và họ đã muốn có một cái sự khởi đầu mới, sự mới mẻ trong cái chuyện tình yêu này. Và người này có thể đang ở xa, đang có tình yêu xa với họ, và hai bên có thể sẽ sắp tới đây sẽ có dịp được gặp lại nhau. Nói chung là cái người này họ đánh giá người yêu họ rất là cao, như là một cái ngôi sao sáng trong lòng họ vậy đó. Đẹp, cuốn hút và bí ẩn. Còn người yêu của người này thì mình thấy là có thể là bạn. Ừ thì đúng rồi, tại vì bạn đang nghĩ đến cái người yêu của bạn sao. Bạn là một người dũng cảm, can đảm, bạn thích sự thật, bạn thích những người nói thật, bạn công bằng, bạn chân thật, và bạn lý trí, sắc sảo, logic, trí tuệ. Có thể bạn hãy nói là bạn cái người này có nhiều khi có chung cái tánh nào đó, cái tánh tình gọi là kiên trực, kiên kề, kiên trì, kiên cái gì gọi là gì, cái người gọi là công minh liêm chính á, hơi lạnh lùng, hai cả hai đều lạnh lùng nhưng mà rất là thông minh, cả hai đều rất là thông minh, tuy nhiên bạn trẻ hơn họ, cái sự trải nghiệm này chưa có nhiều bằng họ đâu. Bạn người ngành này dành cho bạn rất là nhiều tình cảm. Đúng rồi, thì sắp tới đây á, thấy là sẽ có sự tán tỉnh, hai người có thể hai người có sự tán tỉnh qua lại với nhau. Họ người này là họ mà khi mà đã đối xác nhập, xác định được cái đối phương của họ là họ tiến tới vô cùng mạnh mẽ, chủ động luôn nè. Người này cũng khá đẹp trai luôn. Thì người này á, thì họ muốn có một cái sự cam kết trong cái chuyện tình yêu này, và cái chuyện tình yêu này thì cần cần rời cần một trong hai người cần buông bỏ quá khứ, buông bỏ người yêu cũ nè, buông bỏ những điều bất lợi, những điều mà mâu thuẫn cũ, để có thể tiến đến một cái tình yêu mới, một cái sự khởi đầu mới trong tình cảm này. Có thể hai bạn có cuộc cãi vã mâu thuẫn với nhau thì họ muốn chấm dứt nó, muốn hai bên quên đi và muốn bắt đầu khởi đầu mới trong chuyện tình cảm này, và muốn tiến tới một cái sự đính ước với bạn vì họ đánh giá cao bạn rất nhiều và rất yêu bạn. Rồi, mình xin kết thúc tụ hai ở đây, và nếu các bạn yêu thích kênh hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào. Hi, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là các bạn đã chọn cái ấm trà hình con chim này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem coi cuộc sống của họ diễn ra thế nào. Và cuộc sống hiện tại của họ diễn ra thế nào. Và tình cảm của họ dành cho bạn ra sao. Và đây là trải bài chung mà các bạn mong các bạn đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở nha. Thì liên kết các bạn tụ ba. Cái người mà tụ ba đang nghĩ đến là một người rất là thích kiếm tiền, kiên trì bền bỉ trước những khó khăn, và họ cũng có một cái sự dạt dào tình cảm ở đây. Họ là một người ổn định vững chắc. Họ rất là thấu hiểu và thích chia sẻ, muốn giúp đỡ người khác, đồng thời rất là yêu thương chân thành đối với người yêu của họ. Họ thích kiếm tiền, họ rất là ổn định, họ thực tế, họ không có mơ mộng mơ màng gì hết, họ ổn định thực tế. Rồi họ cũng khá là nguyên tắc bạn nha, và cũng ít nói. Nói chung người này là giống như những cái học sinh mà giỏi á, ít nói á, trong lớp á. Giờ để mình xem công việc hiện tại của cái người mà tụi ba nghĩ đến thế nào nhé. Người này có nhiều lựa chọn trong cuộc sống, họ đang có khá là nhiều công việc muốn làm, những cái ước ao, những cái mơ mộng cũng khá nhiều trong cuộc sống của họ. Công việc thì họ đang đạt được cái sự gọi là thỏa mãn, hài lòng trong công việc. Người này là một người rất là thu hút, truyền động lực, cảm hứng cho người khác. Và họ đang rất là phát triển trong công việc của họ luôn, từ một cái anh mà họ có sự phát triển vượt bậc
từ một cái anh kỵ sĩ do tiền, bây giờ anh ấy họ đã trở thành vua tiền, một ông vua đầy quyền lực, khá là nguyên tắc kỹ cương, người lãnh đạo trong một cơ quan tổ chức, hoặc đây cũng có thể là những cái người sếp của họ nè. Họ có những người sếp rất là kỹ cắt, cũng rất là nguyên tắc kỹ cương, có hơi khó, nhưng mà mấy người này rất là ổn định. Và đây mình nghĩ có thể là họ trong tương lai họ sẽ kiếm tiền rất là giỏi ha. Họ giống như một ông vua, đụng tới đâu là cái đó biến thành vàng đó, rất là giỏi trong cái khoản kiếm tiền tài chính. Nhưng họ cũng rất là rất có chia sẻ, những người giống như những người mà truyền cái động lực cảm hứng cho người khác khi làm giàu á, ở trên TikTok á, thì họ giống như vậy á, họ không có bàn lợi gì hết, họ chỉ muốn giúp đỡ những người khác phát triển cái cuộc sống tài chính giống như họ. Và đây là một người rất là thu hút, truyền cái năng lượng tích cực cho người khác, luôn lạc quan, và họ đang phát triển công việc rất là tốt luôn. Họ luôn có những cái cơ hội mới, những cái sự phát triển, những sự khởi đầu mới trong công việc, là luôn mang đến những thắng lợi cho họ. Và họ rất là bận, họ đầy có sự thỏa mãn, hài lòng rất là cao trong công việc của họ luôn. Họ cảm thấy đang rất là hạnh phúc với công việc của họ, quá trời những cơ hội tìm đến họ, và họ rất là giỏi. Trong tình yêu thì họ luôn muốn bao bọc che chở cho người yêu của họ. Họ là người có sức hút, có nhiều người cũng rất là thích họ. Mình thấy là hai bạn có sự mâu thuẫn trong tình cảm rồi, có sự gọi là tranh cãi với nhau, do không hiểu nhau, có sự chờ đợi của một cô gái từ phương xa, có thể là bạn bạn đang chờ đợi họ, chờ đợi họ xin lỗi hay gì đó. Mà đây là một người rất là muốn bao bọc, giúp lo lo lắng, yêu thương người yêu của họ, hỗ trợ hết mình. Và sắp tới đây mình thấy có một cái sự tái ngộ, gặp lại với nhau, giữa hai người sẽ có một cái buổi tiệc vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Và đây là một cái linh hồn tri kỷ, một cái người yêu định, một người yêu rất là hiểu, thấu hiểu lẫn nhau, luôn có những cảm xúc thân mật thắm thiết khi ở bên nhau. Hai bên dành cho nhau rất là nhiều tình cảm, và bạn xứng đáng được yêu thương. Bạn rất là một bạn cũng là một cô gái nhiệt huyết, sáng tạo, tự tin, can đảm. Bạn khá trẻ, bạn trẻ hơn họ. Họ mình thấy họ có thể họ năng lượng hoặc là tuổi của họ lớn hơn bạn cũng hơi nhiều, và họ biết bạn xứng đáng được yêu thương. Bạn cũng nên biết rằng bạn xứng đáng được yêu thương bạn ha. Hai bạn có một cái sự nối kết và tinh hồn linh hồn với nhau, yêu thương nhau thấm thiết luôn. Tuy nhiên có sự cãi lộn cãi vã đây nè, thì cho nên thiên thần khuyên bạn là hãy let go of control issue ha. Bạn nên chấp nhận hoàn cảnh, thì cả hai người đã cãi nhau rồi thì hãy buông bỏ kiểm soát của mình đi. Nhiều khi cái to nó làm cho hai người không muốn nhường nhịn đối phương, và cái to quá lớn sẽ làm cho cái tình cảm này rạn nứt. Hai người luôn muốn tranh cãi để giành phần thắng. Tuy nhiên khi mình yêu thì tranh cãi đúng sai nó sẽ không giúp ích gì cho chuyện tình cảm của mình đâu. Buông bỏ những cái kiểm soát của mình đi, vì đây mình thấy mà một người rất là giỏi, một người xứng đáng đó, xứng đáng để bạn ưa yêu thương. Hai bạn sẽ có một cái sự tái hợp nhau trong chuyện tình cảm, mình thấy vậy. Họ sẽ có thể mời bạn đi ăn, một sự khởi đầu mới lại trong chuyện tình cảm đó. Release your ex, hãy quên chuyện cũ đi và hãy tha thứ. Tha thứ, nếu mà bạn thấy người này xứng đáng thì hãy tha thứ cho họ, hãy cho một cơ hội, cho tình yêu này một cơ hội nha. Ghi vô cái relationship chain thấy chưa, hãy cho tình yêu này một cơ hội bạn nha. Vì đây là một người mình thấy họ họ luôn muốn bao bọc chở che cho bạn đó. Bạn là một cô gái dễ thương xinh đẹp,
Sáng tạo và tự tin. Bạn giống như là bản sao của họ. Họ đã đi trước bạn, họ trưởng thành, họ là cái bạn phiên bản trưởng thành. Còn bạn là cái phiên bản chỉ mới bắt đầu thôi. Đối với họ đó. Cho nên họ thấy bạn, họ thấy cũng rất là hợp. Rất là thích. Hai người đến với nhau đem lại cho nhau nhiều cảm giác yêu thương, hạnh phúc với nhau hơn nè. Giống như những đứa trẻ. Đó, có sự tán tỉnh qua lại lẫn nhau. Có thể là tương sắp tới là họ sẽ tán tỉnh bằng lại khi mà họ đã sắp xếp được công việc của mình thì họ sẽ có sự tán tỉnh qua lại với nhau nè. Và cái người này thì họ sẽ dành cho bạn một cái sự hỗ trợ trong cả về mặt vật chất lẫn tinh thần bạn nha. Hai bạn sẽ khá là hạnh phúc với nhau. Mình thấy một số bạn, một số thôi nha, một ít thôi thì có cái tình trạng ba người ở đây. Mình không biết thế nào nhưng mà bạn nếu mà bạn thấy họ xứng đáng thì hãy cho cơ hội, release your ex, bỏ quá khứ đi rồi và cho họ cơ hội. Còn nếu bạn thấy không còn cái không còn muốn họ nữa, không còn thấy họ đem lại hạnh phúc cho bạn mà chỉ là khổ đau và phản bội thì bạn rời xa họ. Mọi quyết định lỡ bạn nha, và bởi vì bạn xứng đáng được yêu thương, bạn xứng đáng được yêu thương mà. Rồi mình xin cảm ơn các bạn tụ ba ở đây nha. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy nhớ đăng ký bật chuông thông báo nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi xin chào.